lưng của ba đội chơi chúng ta đó chính là chiếc xe bò. Cộng đồng có trong xe luôn. Thôi, nhanh lên một không. Trời ơi, nhà thờ Đức Bà, tắm đi. Một, hai, ba. 19:04. Các bạn cần phải rửa xe. Nhưng rửa xe bằng cơ thể ạ. Đội giành chiến thắng tại cuộc đua nắng gió ở chặng thứ hai đó là đội Thanh Xuân. Sau hai chặng, tổng số điểm của ba đội như sau: đội Thanh Xuân 100 điểm, đội Ngẫu Nhiên 60 điểm, đội YOLO dạ chưa có điểm nào. Chào tạm biệt Ninh Thuận, và điểm đến tiếp theo của chuyến đi nhớ đời sẽ là Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau khi kết thúc chặng đua ở Ninh Thuận thì không biết cảm giác của hai bạn cùng chơi của chúng ta như thế nào ạ? Xin mời thí sinh Phạm Hoàng Nguyên ạ. Chặng nào Nguyên cũng vậy, cũng thấy ăn ngon ngủ ngon. Cái đó là hai cái điều đặc biệt. Hơn nữa là có những trò chơi mà chưa bao giờ mình trải qua. Nhờ cái chương trình mình cũng được chơi. Lưu lại những cái cảm xúc đúng nghĩa nhớ đời. Vậy còn thí sinh Đào Phương Anh Đào thì sao ạ? Mời bạn phát biểu cảm nghĩ. Qua hai chặng thì chúng tôi đánh giá là đội chúng tôi tài năng thì có hạn. Nhưng mà gọi là xìa thì nó được cũng được chơi được. Toàn là may mắn thôi. Gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đêm mai bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu nơi chỉ có nói bằng lời thôi suốt đời. Mọi người vẫn muốn Liên Ly giữ lại cái giọng á. Tại vì thật ra giọng của Liên Ly hát quá hay đi. Đâm ra là nếu bạn kiểu đổi qua giọng nữ thì mọi người không biết là nó sẽ hát ra như thế nào. Em ơi, không biết là lúc quay lên chắc mình như con điên mới nhỉ. Cường dại. Cường! Nước ở đây không à Cường! Cường! Nước ở đây không à Cường! Không có ai. Lúc mà tạt sơn nước với lại bột á, tôi tạt mũi xì xanh cho máy. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tiếng chát. Chát. Nguyên á, ông Nguyên cũng như con nít đó bà. Ông Nguyên cũng như con nít luôn. Đội Thanh Sơn hơi bị may mắn quá. Không, thật sự cái ngày hôm qua là mình rất là tự hào. Đúng mình rồi. Làm được gì đó. Ôi, hôm qua mình làm. Em tự hào. Mình làm hơi bị nhanh. Nói chung mình làm rất là tốt. Mình làm tốt mà do mình điều kiện mình không đủ thôi. Với lại điều kiện mình không đủ, với lại cái xe mình nó quá dơ, mình không thể ấy được. Chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm để mà càng làm càng có chiến thuật. Ví dụ làm cái gì là mình sẽ phải chú ý là sẽ phương thức sẽ như này. Đấy, mình sẽ phải phân tích một chút. Chứ bây giờ cứ xong mà mình làm ấy. Xong hôm qua kiểu teamwork của mình cũng không làm việc với nhau ấy. Ví dụ người làm cái này, người làm cái kia mà không hiểu ý đồng đội cứ bị lao vào làm ấy. Là một á là mình thắng, hai là đội đỏ thắng. Chứ đội xanh mà thắng là ảnh hưởng tới mình. Đúng, nếu mà hôm qua đội xanh thắng là mình thua. Là mình thua. Là mình đã được 80 điểm. Đúng. Mình 50 điểm là mình thua 30 điểm. Đúng rồi. Chặng này mình phải thắng mọi người ạ. Phải thắng chứ. Phải thắng chặng này nè.
Nói chung mình phải thắng trận này thì một là nó sẽ kịch tính hơn, hai là nó sẽ công bằng. Còn không cho thì đội Linh Ly thắng trận này chứ Thanh Xuân mà trắng là thôi luôn. Chứ là không may mắn lắm thôi, thì mình hay mình cũng cố gắng hết sức. Yên tâm, đội mình kiểu gì cũng sẽ có cái để thắng. Cái này thằng lúc cái may mắn của em ấy hả? Cái hôm mà em xuống em không hiểu vì sao em thắng ấy hả? Thắng là phải thắng cho chặng nữa ấy, chứ thắng một đêm. Với cả cái mô típ của chương trình cũng nên thay đổi. Kiểu đừng kiểu không cái nào cũng kiểu hết game này đang tính điểm và nó cũng thành hai chặng đầu nó như thế rồi, nó cũng nhạt. Chương trình mình sử dụng thử chức năng điều khiển số trên tay để xuống dọc thử nha. Mấy rồi. Bấm dấu trừ, bấm dấu trừ để đổi dốc cho nó không có bị, em không cần phải ra thắng quá nhiều, nó sẽ tự, nó sẽ tự, nó sẽ tự điều chỉnh hãy chân hơn, hay ha, sẽ hơi bị định á, đi phượt, hợp lý. Nhưng mình còn mấy thử thách về xe nữa đó. Em nghĩ là thử thách thay bánh xe. Trong vòng bao lâu đúng không? 4 bánh đúng không? Đúng rồi, nếu mình rảnh á, mình lấy được người ra mình thực hành. Giải thưởng cũng chỉ nói như thế thôi để cho mọi người cố gắng. Sau đó chương trình sẽ có một cú twist là mỗi thí sinh sẽ được tặng một chiếc xe. Đó, cái đấy mới là kinh à. Cái đấy mới là một kiến thức có hậu đấy ạ. À. Mọi người ơi, Nguyên nè. Nguyên đang từ Ninh Thuận về Khánh Hòa nha. Đây chính là các bạn là áo bình thân Nguyên tay phải, chuyên người tôm hùm. Nuôi tôm hùm. Wow, rất chi là đẹp mọi người ơi. Đi mà mình tự lái với cái đường biển đẹp mà ha. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Lần đầu tiên mình tự lái cái đường biển này hả? Thích ha. Cảnh Việt Nam mình đẹp quá trời đẹp. Anh Đạt là anh nào ạ? Nghe trời. Good morning everybody and welcome to the big camera. So nice to meet you. Thank you so much for staying with us. Good to see you. Gọi là cái nội khu rất là rộng nha, rất là thoáng và nhiều cây xanh đẹp ghê ha. Ôi hồ bơi đây nè mọi người. Để chuẩn bị sẵn sàng trở lại cuộc đua. Và cuộc đua nó gây go, gây cấn như thế nào á thì tất cả các bạn hãy chờ đợi vào sáng mai. Chào mừng ba đội chơi đã quay trở lại với chặng đua thứ ba của hành trình Chuyến đi nhớ đời. Chuyến đi nhớ đời. Đi là nhớ đời. Quý vị và các bạn thân mến, Chuyến đi nhớ đời The Journey đang có mặt ngay phía trước tháp Trầm Hương. Và đây cũng là trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây đã từ lâu là một thiên đường du lịch. Chính vì vậy, cuộc đua ngày hôm nay ở chặng thứ 3 này, chặng Khánh Hòa, có cái tên là Vòng Xoay Du Lịch. Vòng xoay này em thấy có ghi những số điểm trên đó, em không phải đơn giản chỉ là vòng xoay đó anh nhở. Trên vòng xoay chúng ta thấy là có Hòn Tầm nè, có bãi biển Trần Phú, rồi có Hòn Tầm, có bến du thuyền nè, có quán nem nướng nè. Đây chính là 5 địa điểm mà các bạn sẽ phải thực hiện các trải nghiệm tại đây. Em muốn hỏi là tại sao có những cái điểm như thế này ạ? Cuộc đua ngày hôm nay ở chặng Khánh Hòa sẽ có một cái thể lệ cướp điểm của đội khác.
Số điểm trên đây chính là cái số điểm mà nếu như đội nào chiến thắng ở tại một cái thử thách đó, tại địa điểm đó, thì tương ứng với cái số điểm đó là bạn được quyền chọn bất kỳ một đội để mình lấy điểm. Cả hai đội còn lại đều không biết là ai là người sẽ lấy địa điểm số của mình. Em thấy là Juni đang rất tập trung. Không biết là đội Yolo đang có suy nghĩ như thế nào ha. Bọn em chưa có điểm nào nên là chẳng ai sẽ lấy của bọn em đâu. À không nha, đừng nghĩ như vậy. Không ai lấy được điểm của bọn em, chỉ có bọn em lấy của người ta thôi. Luật chơi này rất là căng thẳng bởi vì các đội chơi có quyền cướp đi âm điểm của những đội còn lại. Wow. Cho nên không có chuyện là không có gì để mất đâu nha. Cái điểm này là mình sẽ được lấy trong cái mỗi cái chặng đó thôi đúng không? Lấy trên tổng số điểm hiện hữu. Tổng số điểm đó. Số điểm từng chặng. Đội mà đang đứng đầu là có 100 điểm đúng không? Đó là đội Thanh Xuân. Đội thứ nhì là đội Ngẫu Nhiên chúng ta đang có 60 điểm. Và đội thứ ba là đội Yolo chưa có điểm nào. Đây là tổng số điểm ngày hôm nay. Nếu như đội Yolo giành hết chiến thắng ở 5 điểm là 130 điểm. Trời ơi, 130. Hai đội đỏ và vàng sẽ đánh với nhau. Chúng ta sẽ bỏ qua mình. Nhưng mà chơi hai chặng mà để bị chặng này bị cướp là cướp hơi máu luôn vậy hả? Các bạn lần lượt sẽ được xoay cái vòng xoay này và đi đến địa điểm đó. Thực hiện xong thử thách đó mới được quyền cướp điểm. Và các bạn sẽ được đi 5 địa điểm khác nhau. Nếu trong lần thứ hai mà các bạn xoay bị trùng lại lần thứ nhất, các bạn được quyền xoay lại đến khi địa điểm khác lần thứ nhất thì thôi. Cuộc đua ngày hôm nay sẽ diễn ra từ giờ cho tới 16 giờ. Yeah. Kết thúc 16 giờ là tất cả các đội chơi phải dừng lại cho dù là bạn đã thực hiện xong hay chưa thực hiện xong thử thách ở 5 điểm. Và các bạn phải lái xe ở tốc độ an toàn, không vi phạm luật lệ giao thông bởi vì chúng ta đang ở trong trung tâm thành phố. Và nếu trong trường hợp hai đội cùng quay đến một địa điểm giống nhau, đội nào đến trước sẽ được thực hiện thử thách trước. Thì ngày hôm nay thực ra những thử thách này nó đơn giản là những thử thách trải nghiệm về du lịch thôi. Không có gì khó khăn đâu. Nhưng mà chút xíu nữa các bạn sẽ biết. Khi các bạn hoàn thành được 5 trò chơi luôn rồi mà các bạn vẫn còn thời gian, thì các bạn được quyền chơi lại những trò chơi mà các bạn chưa hoàn thành trước đó. Yeah. Rồi bây giờ thì các bạn sẵn sàng rồi đúng không? Sẵn sàng. Rồi chúng ta chuẩn bị để bước vào chặng thứ 3 tại Khánh Hòa với rất nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước. Và bây giờ thì vòng xoay du lịch sẽ được phép bắt đầu. 3, 2, 1, xoay! Xoay mạnh ạ! Xoay mạnh ạ! Bến Dương Hiệp. Quán nem nướng. Bãi biển Trần Phú. Bây giờ thì các bạn hãy bắt đầu xuất phát đi thực hiện thử thách của mình. Bắt đầu. Câu hỏi là mình sẽ quan sát đường hoặc là quan sát lối đi trên đường. Ông quan sát tốt không? Ok ok ok. Lên lên lên. Nhớ hỏi thăm mọi người tên tuổi sức khỏe nha. Ôi. Thấp quá. Ngồi ở ngoài mình thấy. Đá thôi, cái này mình bật lên được không ạ? Cái này mình bật lên được không? Hôm nay cố gắng lấy dễ nhất nha, lấy điểm cao nhất có thể. Chị nghĩ là bánh du thuyền mình sẽ lặn á. Lặn nhất á, bánh du thuyền là căng nhất á. Cố lên nha em. Anh bảo em biết đường đúng không? Mình biết đường. Ồ, mình qua đó cũng xa nhờ. Xa đó. 7 cây mấy, 8 cây á. 60 điểm là vì nó khá xa. Xa với lại thử thách chắc là khó nhằn lắm đây. Biên tập còn nói tới cái việc là không thực hiện được thì mình thực hiện cái khác. Cái nem nướng thật ra ít điểm nhưng mà làm rất nhanh nha. Ừ. Một là nó cực kỳ gần cái chỗ mình đang đứng. Thứ hai nữa là nó làm rất là nhanh. Chị đoán là ăn nem hay là cái gì đó thôi. Cố lên nha. Linh cứ còn ăn được nữa không? Được. Không sao, đang hơi mệt và đói, ăn vẫn ăn được nữa, không sao, để ăn ít thôi mà. Chính xác tim mình là gần nhất, à đâu, bên kia là bãi biển Trần Phú. Bãi biển Trần Phú cũng gần nữa.
Mình là đang cái thử thách thấp điểm nhất á. Kiểu là lấy thử thách 10 mà. Ừ, thử thách 10 mà. 10 hoặc 20, nếu họ chọn 20 thì... Tại đâu lo họ muốn lấy nhanh thì qua thử thách đấy hả? Xe mình có biển số không? Xe mình biển số là mấy? Có biển số không? Anh ơi, anh tên gì anh? Dạ, anh Bảy. Chú tên Đạt, lái xe được 30 năm rồi. Bà nhìn bên phải, bà nhìn bên trái hay là hai đứa cùng nhìn với nhau? Bên phải, bà nhìn trái. Ok. Khác luôn. Bẻ cái đó vô. Bẻ làm cách nào, bằng cách nào bẻ? Dạ. Đúng rồi, hai bên. Đó. Đó, để dễ quan sát. Hai người hỏi tên tuổi, tên chú đi. Ông lâu của ông nha. Hết Trầm Hương. Qua ngã tư này đến ngã tư tiếp theo thì rẽ trái nhá. Qua ngã tư này. Ngã ba mà, ngã tư đâu? Ý là đến ngã cái đoạn phải rẽ tiếp theo. Ai là con này? Nó sợ lỗ. Nó chỉ có cái một đấy thôi. Ok là tôi sai. Đây là cái gì mà Linh thích đây này? Đi từng chặng rồi. Ồ, đây là Linh thích đây này. Thích cái kiểu này này. Đi này cho nó không biết được như nào. Người làm hấp nước đi. Rồi, đấy em bước xe. Đường đi, em đang chỉ đường. Anh tập trung lái thôi. Cái thư giãn đi em. Anh ngồi đi. Thôi, đổi lại cũng quyết thắng rồi. Quyết thắng rồi. Thư giãn hai tập rồi. Coi chừng á, đi không ám mắt là phải trả phạt người bình thường. Ồ, phải trả phạt, em không mang tiền đâu. Em không có tiền. Ôi, nhưng mà vô là thử thách là phải ăn là tiền đâu trả vậy? Không biết. Biển số xe của Nha Trang là 79. Nay là chợ đêm hả anh hay là gì anh? Dạ, chợ đêm. Phù hợp làm chú chạy. Bây giờ mình cứ enjoy đi du lịch đi chứ hả? Không. Tụi đang phải kiểu như não các bạn. Tụi não các bạn không? Thoải mái thôi. Không, cứ thoải mái thôi, tụi bên không nhé. Ông Đạt chạy chiếc xe màu xanh có cái bánh màu trắng. Đúng là kiểu đi tham quan một vòng luôn các bạn. Nhưng mà chỉ có cái nếu là mình du khách thì mình sẽ đi buổi chiều mát mẻ, vui vẻ. Thư giãn đi hai bạn ơi. Tập trung quá. Thư giãn đi. Dạ, nhưng mà du lịch của Nha Trang là đang thu hút khách du lịch trở lại đúng không anh? Anh Đạt ơi, cái chặng đường anh em mình đi dưới đây, đây là đi qua đâu với đâu anh? Đây là giáp cầu cầu Trần Phú. À, anh em đi ra đây là ra cầu Trần Phú hả? Đi ra đây là ra cầu Trần Phú. Bên chương trình có nói anh là mình chạy khoảng bao xa không anh? À, cứ nói mình chạy vậy thôi hả? Dạ, anh đi vòng vòng tới đâu vậy? Anh đi tới đâu vậy? Trên đường đi á, nó có cái gì hay anh giới thiệu cho em với anh Đạt. Nha, nhớ nha. Thắng bại là anh Đạt chạy chiếc xe màu xanh có cái bánh xe màu trắng. Tiến lên anh Đạt ơi, tiến lên anh Đạt ơi, tiến lên anh Đạt ơi. Anh Đạt chạy chiếc xe màu xanh có cái bánh màu trắng. Tới nè bác Đạt ơi, bác Đạt chạy chiếc xe màu xanh có cái bánh màu trắng. Ê, nói gì thì nói chứ phải chụp hình tấm đi. Nè bên đây nè. Thôi được rồi. Ông chụp hình không có đẹp, tôi muốn chụp đâu nha. Cái nữa là tới. Thấy không? Đâu bỏ cái gì đâu. Đi theo xe này luôn. Theo đi. Được rồi, đi thẳng đi ơi. Đi thẳng đi. Nem nướng đặng Văn Quyên. Đây à? Xe nhà nghỉ đây. Bắn không? Anh ấy lượn lên đằng trước đi xem nào. Kìa ở đằng này đấy. Nem đặng Văn Quyên kìa. Nè đây rồi. Ở trên ta chưa nướng hả? Buổi sáng người ta mở chưa nhỉ? Đây nè, bên trái nè. Đây bên này. Vào đây ngồi luôn, vào đây ngồi. Vào ngồi đi, ngồi bên này cho đông khách. Ngồi đi. Vào
Nhanh lên. Chúng ta có 5 thẻ, trong đó thì có những nhiệm vụ khác nhau. Đội chơi chọn được thẻ nào thì phải ăn số lượng đúng như trong cái thẻ nhiệm vụ. Sau khi ăn xong và hoàn thành nhiệm vụ tại đây thì đội chơi có thể cướp 10 điểm từ một trong hai đội còn lại và xoay vòng xoay dẫn đến địa điểm tiếp theo. Cho bạn em rút luôn ạ. Ai rút? Linh rút nha. Rồi rút đi. Nhanh lên. Hãy đút quay phim của đội mình ăn ạ. Là mình quay phim của đội mình ăn rồi là mình rút. Ok, friend, my friend được ăn rồi nhá. My friend có thể ăn giùm em được không ạ? À, chị ơi. Ăn này cứ ăn từ từ. Chắc chắn những cái thử thách mà khó ấy là mình có ngồi lâu không nghĩ được ra. Thôi đừng có nghĩ thế ngay. Mà ba chưa chạy cái vòng này thử. Nói chung là cái gì nhanh được là phải nhanh. Không có thảnh thơi đi chơi được đâu. Ăn uống em cứ từ bình tĩnh thôi. Cái này thi. Trời ơi. Thi mấy đội chơi đang chiến lắm. Đúng rồi, mình phải quyết tâm lên. Không đi chơi được. Vâng ạ. Bốn xuống là 2,4 cây, 2,3 cây. Gần tới rồi. Tiết kiệm đường. Ui hình như bị ngược rồi anh ơi. Ngược đường. Ở đây rồi, từ. Ngồi quẹo phải vô anh ơi. Quẹo đi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Anh nào Maria? Hai quẹo sớm đúng rồi. Rồi vô đây rồi tới rồi. Mình chỉ có 60 phút ở đây, các bạn sẽ phải giữ thăng bằng đứng trên một cái cột nước. Khi cột nước mà nó cách mặt nước 1 mét, tại thời điểm đó chúng ta sẽ bắt đầu tính giây. Nữ thì 5 giây, nam 10 giây. Nếu mình vượt qua được cái thử thách này thì mình sẽ có 60 điểm. Và 60 điểm này là mình được quyền chọn bất kỳ một đội nào trong hai đội còn lại để mình cướp điểm. Bây giờ là 10 giờ tới 11 giờ nếu các bạn vẫn chưa xong thì chúng ta phải di chuyển sang điểm kế tiếp. Tất cả các thành viên đều phải tham gia. Này là đôi giày. Khi hai chị xuống xuống biển nằm ngửa ra cho em, để em sẽ mang giày vào cho hai chị. Dạ. Mấy chị cứ nằm sắp xuống, hai chân duỗi thẳng ra cho em. Mặt cũng là phải ngưỡng cao lên. Khi tụi em lên ghe bắt đầu để bay, một cái người chị nè phía trước nè, phải ưỡn lên tí nè. Hai cái đầu gối chị đưa về phía trước đồng thời hơi co vậy. Nó tạo một cái tư thế cho mình, cho mình đứng lên. Dạ. Xong rồi mình sẽ đứng thẳng dậy là mình sẽ bay được. Dạ. Khi mình đang bay mình không được ngồi hay co. Tại khi chị ngồi hay co là chị sẽ bị té ngửa ra ngoài sau. Dạ. Hỏi từ nãy giờ từ lúc xuất phát tới đây á, mình đi qua một cái đèn đỏ cho mấy đúng không? Một cái đèn đỏ. Ở đây mình có mấy hòn anh? Hòn tâm. Khi tới cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai là cái số nó đang là số 5. Nãy giờ có đếm bao nhiêu cái đèn đỏ không? Cái thứ hai. Hai. Có một cô gái đẹp đang lấy nước. Quăng ba đứa lên hai chiếc xích lô kêu ngắm cảnh đi. Sắp lên cầu đi, nhanh lên. Cầu này cầu gì anh? Cầu Trần Phú. Anh Đạt chạy chiếc xe màu xanh có cái bánh màu trắng đi qua hai đường xanh đèn đỏ. Bên đó là tháp cho... Tháp bà. Còn thầm là ở đâu anh? Tháp bà gì anh? Nói tháp bà gì bên kia? Bunaga, thấp bà Bunaga. À, thấp bà Bunaga đi rồi. Có khi nào tới chương trình nội bố quay phim tên gì không ta? Chắc không đâu. Để thì không là lỏng gì đâu. Không biết Nguyên nhà mình có nhìn được gì không? Nhưng mà 10 điểm, 20 điểm thì nó không đến mức là khó đâu. Chỉ là quan sát thôi ha. Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Không. Anh cứ chạy đi. Rồi bây giờ mình chạy hết tốc độ cho phép nha. Tốc độ an toàn mà hết tốc độ giùm em nha. Hết điện rồi anh. Còn mà nếu anh mệt thì em chạy qua em đạp phụ vô nha. Mệt thì nói em, mình anh em không mà. Cho mỗi một phần thì mình nhiều đấy chị. Vậy mình cứ ăn. Mình cũng được ăn. Mình cũng được ăn. Cho em trà đá nữa. Cuốn đúng không? Phải cuốn hết đúng không? Phải cuốn vào chị. Để em cuốn vô hết đi rồi đút ha. Mỗi người cuốn cái. Cuốn phụ nè. Đây.
bốc trúng cái này. Đội mình là đội kiểu nhân văn. Anh nước cho ma quen. Đây, có này chưa? Có hết rồi, có hết rồi. Ăn ớt không? Ăn ớt không? Bỏ miếng ớt vô. Hào miệng to nhá. Kiểu như kiểu chăm con nhỉ? À, ngon không? Ngon, ăn đi, rất ngon. Rồi mỗi người một miếng cho người ta cùng nhai. Nào, ông anh, cắn miếng to vào. Cắn to vào anh, nuốt trọn nó đi. Đây rồi. Bỏ khẩu trang ra, để ăn đi. Ngon không? Ngon không? Anh nào không ăn rau à, không ăn gì nói em à? Chắc là ăn hết rồi. Anh ơi. Anh cứ ăn bình tĩnh. Đây, em bút cho này. Được chưa ạ? Anh cứ nhai từ từ ạ. Xong em cho anh miếng nước luôn. Dạ. Có cay không ạ? Cay ạ? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Quấn bé thôi, quấn to người ta khó nhai. Nó có gì sao? Chặt nó vào. Không sao. Ngon không anh? Ngon. Ok. Anh nào chưa được ăn ạ? Anh chưa ăn. Anh đây ạ. Anh ơi, em đút cho anh ăn này. Nào, anh há mồm ra nào. Hơi dài anh ạ. Ok ạ. Anh à, anh nuốt chưa ạ? Từ, ơi cho miếng nước và đá đang khát nước rồi mọi người ơi. Đúng rồi, cảm ơn anh. Còn ai chưa có sần nữa hả? Anh đúng không? À từ từ, em cho anh ăn nốt đã. Anh ơi ăn tiếp nào, anh có ăn được cay không? Nào, Quỳnh vẫn đang nhai à? Rồi, nào. Nào. Nào, ngoan nào. Anh uống nước đi. Chuẩn bị ăn xong rồi. Rau trứng rồi, cho ngầu. À, bây giờ xong rồi quay tiếp đúng không? Ừ. Ê, nhưng mà kia chứ cho em hỏi là ăn này thì tiền đâu ra trả? Thay đi. Ăn tiếp à? Quay lại ạ. Bến Du Thuyền. Tập trung giữa thăng bằng. Lên. Ôi.
chưa tới một mét. Chưa được. Dạ lên tôm á anh. Dạ. Ở đây nổi tiếng thì mình chỉ có chợ trong khu phố này, mình chỉ có chợ Đầm nè, rồi tháp Trầm Hương. Dạ còn gì ở đây nữa không anh? Ở đây nổi tiếng địa điểm á. Dạ. Tháp Trầm Hương, chợ đêm. Gì nữa không anh ạ? Dạ, tấm bùng. Tháp Bà La Ga. Bãi sỏi nữa đúng không ạ? Dạ. Rồi chạy mình về là điểm đó nhanh ha. Dạ. Nhanh giúp em. Nhanh giúp em nha. Nãy giờ mình qua mấy cái năm cái xanh đỏ phải không chú? Là 6 rồi hả? 6 thì xanh đỏ. À, là ngay chỗ xóm cồn. Một qua là có một cái. Rồi tới đây là chưa có cái nào. Chưa có cái nào, cái đây là cái đầu tiên hả? Cái thứ hai là 4 cái. 4 cái này xanh đỏ, cái vô xóm cồn là 5. Cái này là cái thứ 6. Nè, là từ cái xóm cồn từ kè xóm cồn cua qua là một cái nè. Rồi là liệt sĩ một cái nè. Rồi đây cái là ba hả? Ba cái với 4 là 7. 7 cái này xanh đỏ. Reset lại một lần nè. Reset không nhớ lại một lần nè. Anh Đạt chạy chiếc xe màu xanh, cái bánh màu trắng. Anh phải không trên đường cũ cũ nhà bạn đầu đầu. Bên phải ấy là một đỏ có chùa. Chùa Từ Tôn, hòn đỏ, chùa Từ Tôn, trường đẹp Tôn Thắng. Lúc cua lại là đường Cao Văn Bé. Đường Cao Văn Bé xong rồi mình đi vô trung tâm thành phố là dạ. đi vô phía trong nội khu là đi vô trong nội khu là đi xóm cồn, đi ngang qua bờ kè xóm cồn rồi rẽ qua sân xanh đỏ là đường 2 tháng 4. Đường 2 tháng 4 chạy thẳng là tới tượng đài. Người đua có mệt không ạ? Dạ, vui lắm. Em tự giới thiệu em là Phương Nga và ngày hôm nay thì em có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là đưa câu hỏi cho các người chơi. Và câu hỏi của em là: trên quãng đường đi xích lô đến đây, mọi người đã đi qua bao nhiêu con đường? Ok, đầu tiên là đường Trần Phú. Đường Trần Phú nối dài tới Phạm Văn Đồng. Cái khúc mà cua lại là Cao Văn Bé. Bờ kè. À đúng rồi. Rồi cua vô đường bờ kè là xóm cồn, rẽ trái là đường 2 tháng 4, tượng đài liệt sĩ. Rồi chạy thẳng lại gì nữa? 2 tháng 4 là tới đường Quang Trung à. Nè, Trần Phú, Phạm Văn Đồng, bờ kè, 2 tháng 4 và đường Quang Trung. Tôn Đức Thắng nữa. Xóm cồn đó nha, có xóm cồn đó nha, cua vô xóm cồn á. Trần Phú, Phạm Văn Đồng, bờ kè. À, 2 tháng 4, Quang Trung, Lê Thánh Tôn 6 ạ. Điểm của đội ngẫu nhiên là 60 và đội kia vẫn là 0. Mấy bạn muốn cướp 20 điểm của đội nào? Dạ, ngẫu nhiên. Dạ, cướp 20 điểm của ngẫu nhiên. Dạ, cướp 20 điểm của ngẫu nhiên. Ok, bên đó ghi nhận. Bây giờ mọi người sẽ xoay để lựa chọn thử thách tiếp theo ạ. Cảm ơn Nga rất là nhiều. Rồi mình xoay nha mọi người. Bến du thuyền. Còn tầm 20 điểm. Dạ. Kẻ thứ mọi người đi tốt à. Bật áp. Sạch đường.
Rồi xuống bé nha. Đây, đi, tôi gọi, tôi đặt lên, cho bà đi nè. Lên tới cái vòng xoay đó là chúng mình lộn lại sau lưng mình đó nha. Rồi bây giờ tôi chạy thẳng á. Đúng. Ủa? Qua hết cái mạch vàng này là mình lộn lại đó. Sau lưng mình mà. Đúng rồi, sau lưng mình mà. Sau lưng mình hả? Đúng. Sau lưng mình tôi ôm cái vòng xoay nha. Chính xác, quay đầu, quay đầu. Quay đầu đi khoảng 5 cây. Tôi đi thẳng đường Trần Phú này luôn. Men theo cái đường này đi rồi sẽ tới. Nếu như mà hai đội mà cứ giành qua giành lại, đội này lấy đội này thì suy ra nó cũng bằng nhau thôi. Chứ nó không có bị mất đi đâu. Chỉ có khi mà đội mình lấy được của họ thì họ mới bị mất thôi. Là bây giờ mình được lấy 10 điểm rồi đó. Là mình xong chặng 1. Lấy 10 điểm của ai? Ừ. Mà họ lấy điểm của mình thì sao? Là mình ăn luôn. Nhưng mà cái phần trăm may mắn của mình sẽ nhiều hơn. Tại vì mình chưa có điểm, họ sẽ không lấy của mình nhiều. Anh nghĩ cái game bến dưới thuyền này khó ấy. 60 điểm là rất khó đấy. Là phải lặn xuống bắt cái này cái nọ à. Cũng có thể. Rồi ướt hết đầu tóc luôn đấy. Mấy lẽ mất cũng hai chùm này. Ok, không sao. Vượt qua, Linh vượt qua được. Được. Trời ơi, trong ba cái trò này. Cướp 10 điểm của đội Thanh Xuân. Này nha, không phải em. Tí nữa đến cái đoạn này em cướp lên mới nặng này. Đừng trừ đội em, đội em chưa có điểm nào à. Mình hiểu nhau mà, mình hiểu nhau mà, ok. Nó vẫn không lên được cái kìa. Lần nữa, bơi giữ này nha anh ơi. Bơi giữ này, Rồi, xoay lại dầm. Dầm, xuống nước xoay lại dầm. Khó quá. Được rồi đó, cố lên nào. Giữ nguyên như vậy, rồi đứng lên. Chào người tới trước. Được rồi đó, cố lên nào. Cố lên em, làm được rồi. Thôi, chào người tới trước, chào hai tay ra, chào hai tay của mày. Em nhận nè, giữ nguyên người như vậy. Rồi lên nè, dựng thẳng cái lưng lên. Oh,
mà lẹ dữ vậy anh? Em đừng có đếm, em đừng có đếm, em phải nhìn vào chân mình, em giữ thăng bằng em mới chơi được lâu. Dạ. Bơi qua đây với anh, bơi qua đây với anh. Nhưng mà em đủ 5 giây rồi mà. Bơi qua trái, bơi qua trái. Đủ 5 giây chưa em kiếp ơi. Mới 3 giây thôi, mới 3 giây thôi. 5 giây rồi mà. Không chạy không ơi, làm lại. 25 phút rồi qua rồi nha. Cái lực của quạt em hiểu không? Nó bơm cái nước kia vào để nó đẩy cái người mình lên. Vâng. Nước thì nó tròng chành, em hiểu không? Nên là khi mà người lệch ra phát là mình ngã luôn. Em nghĩ là em sẽ làm được. Phải làm được chứ, sao phải nghĩ. Em làm chắc được. Chắc chắn là em làm được. Em làm được. Lên. Thăng mũi chân lên, nhìn về chân anh. Nhìn về chân anh. Để lại chân anh, rồi tập trung giữ thẳng người. Cố gắng lên, cố gắng lên. Bơi vô đây, để hồi mất thời gian lắm, bơi vô đây. Bơi vô là được, đợi cho em một cơ hội. Bơi hướng như này, nó gần hơn. Như thế kia ấy, chết rồi. Khó quá. Còn 20 phút nữa. Đâu em muốn giữ thăng bằng lên trên 5 giây em phải điều khiển bàn chân chứ không thể điều khiển cái đầu gối em đang như vậy, em đang như vậy em té. Chờ tôi. Sử dụng bàn chân hất lên và đè xuống. À, không biết mấy đội khác là có căng thẳng giống như đội mình không, mà nói với tốc độ mà tên lửa giống như tụi mình. Nhưng mà đi thi rất là vui nha. Mình đi du lịch á, nó sẽ mang cái tâm thế là thư thả. Mình không có vội vàng, mình không có hào hứng, có hồi hộp. Còn này đúng là mình vừa phải căng mắt ra nhìn nhớ chi tiết mà mình còn phải tận hưởng cái này. Tôi không nghĩ là đi thi, tôi nghĩ là đi chơi. Mỗi ngày mình sẽ có những trò chơi gì. Ôi. Theo hai người thì mình tới đó mình làm nhiệm vụ gì đó? Thật ra trên hòn nó có rất nhiều cái để mình chơi nha. Ví dụ như là cano nè. Đúng đúng. Rồi vậy một lát nữa. Nhảy dù nha, có nhảy dù. Một lát nữa nếu như mà mình quay được là mình đi qua bên kia hòn luôn á là xuất sắc nha các bạn. Tại mình đang ở bến cảng rồi. Ngay địa điểm đó mình đi một lèo luôn là nó rất là phù hợp. Còn nếu như mình vòng ở chỗ khác xong mình vòng lại mình bị mất thời gian di chuyển á. Năm, bốn, ba. Một lần nha, một lần nữa nha. Một lần nữa nha. Còn 15 phút. Ngẫu nhiên ơi, còn 15 phút. Trên app á là kêu mình rẽ phải vào đường gì? Chưa chưa, ông không chạy không, đi. Không rẽ đi thẳng đường này. Từ ông cứ chạy đi nha. Từ từ nha, chuẩn bị quẹo phải đó. Đó, đi đi theo luôn. Chuẩn bị quẹo phải. Ơi tới rồi, đi đâu dữ vậy? Lố rồi, ở dưới kìa. À. Mình lỡ hả? Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Anh ơi cho em ra cái bến Hòn Tầm bên cảng là dưới đúng không anh? Dạ rồi. Quay lại em cảm ơn anh nha. Quay lại từ từ nha. À,
bàn thôi, mình đặt vé chưa, nó dạ rồi. Là mình xuống dưới thôi phải không? Ừ. Đó. Rồi, đó, cái cạn ở dưới đó ông ơi. À. Cái gì vậy ông? Xuống luôn. Xuống đây nè, đây đường nè bạn. Đường xuống nè. Rồi, hai người nhảy xuống đi, tôi dẹp xe vô. Ok. Không biết có cần cái đem đồ gì theo không nữa. Cứ đem bà ơi. Đi, hai người xong chưa? Xong. Khóa xe. Rồi. Dạ, đi lên thuyền. Đi du lịch nè. Biển Nha Trang phải gọi là xuất sắc luôn á, xanh kiểu xanh ngọc bích cơ mà. Đẹp ghê luôn. Nhìn bên kia mà mình đi qua cái khu trò chơi bên kia cũng hay. Mà mình đi qua cái hòn này chắc là mình sẽ chơi tất cả những thể loại trò chơi mà ở trên. Ở dưới nước chứ hả? Dịch vụ bên đó họ cung cấp. Chắc không có đội nào bên đó đâu hả? Có đội nào đang ở bên đây không chị ơi? Không, chỉ có chúng ta thôi. Một mình một sân luôn. Cứ bơi ra, đúng thế, cho em lên. Lên. Năm, bốn, ba, hai. Hiện tại thì theo cập nhật của ban tổ chức thì đội đỏ hiện tại đang giữ 10 điểm, đội xanh 40 điểm và đội vàng là 110 điểm. Đội ngẫu nhiên muốn cướp điểm của đội Thanh Xuân ạ. Cướp điểm của đội Thanh Xuân. Dạ. Chốt luôn. Rồi. Rồi, địa điểm kế tiếp của bạn là Hòn Tầm, 30 điểm. Em nếu mà không được thì tầm 10 phút rồi em vào nhé. Em không muốn ở lâu. Em bao giờ em cảm thấy chùn chân thì em vào. Thôi. Gọi bà luôn đi. Cảm thấy mình muốn làm được thì cứ làm. Đi ngược về phía sau ấy. Anh em bơm nước đều lên luôn. Hai chân đạp xuống ạ, hai chân ngửa lên. Hai chân đạp xuống ạ, hai chân ngửa lên. Nè, vẫn có, còn 2 phút em ạ. Cứ bình tĩnh. Đổ trên xe đi. Đổ vàng nó qua Hòn Tầm rồi kìa. Đổ vàng nữa hả? Nó qua Hòn Tầm rồi. Vậy hả? Xe đổ vàng rồi. Đấu nào các bạn.
xuống tường vật, nước tới ngang vai mình dừng lại, chùm cái mũ đi vô. Xuống như đó áp lực nước nó làm cho mình hơi bị ù tai giống như mình đang đi máy bay. Cách thứ nhất là mình nhát vào nước bọt là nó đi hết. Nếu mà nó còn ù tai cái mũ này mình luồn tay vô được không sao hết. Không nước không vào, mình luồn tay vô, mình bóp lại mình hít một hơi vô. Mình bóp lại. Rồi xuống cái đó mình nói chuyện không có được, mình dùng tay ký hiệu ok. Ký hiệu không ok là ký hiệu đi lên. Khi tụi mình xuống á, thì đầu tiên tụi mình chụp nhóm đây. Chụp nhóm trước, nếu như mà ai mà thấy khó chịu thì cho người ta chụp xuống xong đi lên liền. Ừ. Hả? Ở cái thử thách thứ hai này á, mình sẽ trải nghiệm dù lượn. Ở đây các bạn đã bao giờ trải nghiệm cái chơi dù lượn chưa? Chưa. À, thì Trang rồi. Em chưa. Mai Thảo Nguyên, mà cái gì Mai Thảo Nguyên cũng chưa hết vậy? Ở đây là giống như những tí, đây giống như là những trải nghiệm đầu đời. Dạ, chính xác. Sẽ có hai bạn bay trên cái dù lượn và một bạn sẽ ngồi dưới cano. Ban tổ chức sẽ ngồi ở một cano, trên đó sẽ có ghi ba cái gợi ý. Mỗi gợi ý như vậy có hai từ. Nhiệm vụ của bạn ngồi dưới sẽ phải họa hình lại để hai bạn ở trên sẽ phải nhìn cái hình đó mà đoán đáp án. Và hai người chơi có nhiệm vụ phải đến gặp biên tập và nói ngay đáp án trong vòng 5 giây. Em không nghĩ là anh ở dưới thôi, em nghĩ là Nguyên ở dưới. Nguyên rất thông minh và Nguyên hoàn toàn có thể giúp mình có cái gợi ý tốt nhất. Tức là em bị cận đó mọi người. Đúng rồi, Nguyên bị cận nữa, đó là điều hai em định nói. Nguyên sẽ bay được và anh muốn Nguyên nó sẽ phải nó quan tâm mình. Nói gì chưa bao giờ bay cả. Nguyên đầu tiên, cái người đầu tiên em là em chỉ bay thôi. Em nhìn, em ngắm cảnh, em không cần nhìn dưới cái anh cả, thì trai cứ nhìn. Thì đây là cái lời thấy của bạn mình. Dạ. Anh sẽ được, thì trai nhìn ra được. Và cơ hội để cho em chiến thắng bản thân mình lần nữa. Cố gắng lên, cố gắng lên, bay được á. Từ từ, đợi em một tí đi. Sẵn sàng chết đã, nó đang tiến. Không phải, biết là em đang sai nhưng mà anh phải để ra để em né mô tô nước ra. Bơi tiếp, xuống nước bơi tiếp. Xoay người lại bơi tiếp. Chứ đừng vẫn dìm xuống như này nhá, là không lên được. Mang túi nhớ, dùng cho nó mang dùng được. Uy, mang đi. Duni cho bạn 5 phút. Em là mấy phút này? Em đã khuyến toàn phút. Hahaha. Cố lên. Thôi, mang đôi, mang. Rồi, đứng lên đây. Em thấy không? Đi ơi, đứng lên, cố gắng đứng lên, đừng ngồi như vậy, ngồi như vậy. Khi mà em cứ để bình thường thôi, lực người ta sẽ tự đẩy dần dần, em chỉ cần bơm nước lên mà. Em chỉ cần co lên một cái thôi. Chỉ cong bàn chân thôi. Rồi đứng lên em. Lên luôn. Cúi đi vào đằng phía trước. Hai tay. Hai chân cứ song song vào. Đừng di chuyển chân. Bình tĩnh em ơi. Chưa được, mình phải cắt lớp 1 mét.
Chưa được, em ơi, lại. Đưa đi. Thật sự thì cũng có đánh thêm điểm, nhưng mà em nghĩ là sau lần này thì các bạn chơi Thảo Nguyên sẽ vượt được chính mình, và bạn sẽ trưởng thành hơn, đó là cái điều mà mong muốn. Ba người chơi của đội ngẫu nhiên của chúng tôi là có bạn Mai Thảo Nguyên, là bạn đứng phía sau. Bạn chưa bao giờ có cái trải nghiệm này. Bạn rất sợ độ cao. Đã cứu tôi, cứu tôi. Em chơi đi, em xuống dưới. Em mở mắt ra đi. Đẹp lắm, mở mắt ra đi, nhìn xuống dưới, rồi nhìn xuống dưới. Chị đang chờ tỏ vẻ không kìa đó. Nhóm trước, nếu như mà ai mà thấy khó chịu là cho người đó chụp trước xong đi lên liền. Ừ. Hả?
bằng chân ấy, nó đẩy gì đây em ạ? Em lên cao hơn xíu, nhưng mà tập trung phải giữ thăng bằng nha. Nhìn anh nè, nhìn anh nè, bơi tới đây, bơi tới đây, bơi tới đây. Cố gắng lên, được rồi đó. Chắc cái đầu gối mà, đừng để chân của mình nó bay nha, nhiều quá. Hai đầu gối trùng vào nhau một tí. Bây giờ thì các bạn sẽ có 5 giây để trả lời 3 đáp án, mỗi đáp án 2 từ trong vòng 5 giây. Bắt đầu. Anh diễn tả đi, diễn tả đi bà ơi, diễn tả đi. Sao bé? Diễn ra, diễn ra. Con nhung, con nhung. Không phải diễn ra, con nhung. 3 đáp án, mỗi đáp án 2 từ trong vòng 5 giây. Bắt đầu. Sao bé? Diễn ra, con nhung. Chính xác. Quá giỏi, quá giỏi. Anh Cường chỉ nghe không bằng chúng mình. Đã hơn chứ. 1, 2, 3, 4, 5. Chưa có đủ độ cao. À vâng ạ. Thẳng hai chân luôn hả? Đừng móc qua móc lại.
Ông bà không biết hiểu sao nãy anh bảo đứng được hay ha. Ý là tùy nữa, ví dụ như cái này nó thẳng lên xong mà đừng có móc, móc qua móc lại không. Thôi đứng lắm. Có sao? Nhiều khi là nó một chỗ. Ông hiểu đứng được một xíu là được. Đưa chân về trước là sẽ ngửa đó. Thẳng chân lên, đứng luôn. Nước không bơm lên được. Là chúc mừng đội ngẫu nhiên đã hoàn thành thử thách thứ hai và chúng ta được có thêm 30 điểm. Và sau đây là điểm số của ba đội hiện tại, tại thời điểm hiện tại lúc này là đang 12:15. Đội đỏ hiện vẫn đang 10 điểm. Đội xanh vậy là không được, vậy là thất bại. Là 100 điểm. Đội vàng 50 điểm. Rồi, nhưng vậy có nghĩa là đội xanh tại thời điểm này đang dẫn đầu. Ở vòng này thì các bạn giành được 30 điểm. Như vậy thì các bạn muốn chọn đội nào để các bạn cướp điểm? Mình được biết, tức là mấy đội kia cũng sẽ được biết mình đang bao nhiêu đó. Đúng. Thì mình suy nghĩ đi, ở đây mình được cướp 60 điểm, mình sẽ cướp của ai? Thế là mình có khi là mình xong thử thách đầu tiên đấy nhở? Không, lỡ cái trần phố không biết nó làm gì. Ôi, nhưng mà làm sao để mình giành được điểm hả? Mình thắng xong cả trận là 10 điểm rồi đó. Là bây giờ mình được lấy 10 điểm rồi đó. Là mình xong trận 1. Vấn đề là cái số điểm của họ thì đa phần nó sẽ giữ nguyên. Đúng rồi. Còn mình chỉ có mình tăng lên thôi. Mình tăng lên thôi là mình phải lấy được. Còn họ thì... Nhưng mà chưa biết nếu như mà họ muốn mình nhưng mà âm họ luôn. Lấy mình lấy điểm của mình thì sao? Thôi là mình âm luôn. Thì thế đó. Nhưng mà khả năng là ai người ta lấy điểm của mình là gì, nó phải chặn cái thằng mà đi gần nói gì. Đúng không? Mình suy nghĩ đi, ở đây mình được cướp 60 điểm, mình sẽ cướp của ai? Đội xanh. Đội xanh tới 100 rồi, đội vàng có. Chắc là đội xanh cướp điểm của đội vàng rồi. Nếu mà em giao hữu thì em cướp từ đấy, còn nếu mà em muốn thay đổi vị trí, thì em phải diệt thằng vàng luôn. YOLO đang không có điểm, YOLO hại đội nhất, tức là YOLO phải lấy điểm của đội nhất, không thể nào lấy điểm của đội mình. Mặc dù đội mình mạnh thật, nếu theo đúng. Tại vì nếu mà lấy điểm của đội mình thì đội Thanh Xuân điểm quá khủng, làm sao mà lộn ngược dòng được. Thì nó phải trả lại thế công bằng. Đúng rồi, nó sẽ trả lại thăng bằng. Bây giờ 160 thì có thể là họ sẽ cướp, ví dụ như cướp được 50 điểm của Thanh Xuân thì Thanh Xuân lại 50 đi, YOLO 50 rồi mình là 60 thì nó sẽ trở về thế cân bằng hơn. Bây giờ cướp 60 điểm của đội vàng, sau đấy là những thử thách sau, mình nếu mà thắng mình sẽ cướp điểm của đội xanh. Vậy là xanh đang dẫn đầu rồi mà vàng mỗi giờ người ta cứ cua ấy cho mình mà. Nếu YOLO họ chơi hội đồng mình chẳng khác nào YOLO tự hại mình hết, đúng không? Nhưng mà kiểu hai đội hội đồng vô triệt mình luôn á. Không, họ sẽ làm theo chiến thuật cho họ, không phải là cứ đội nào mạnh mới triệt đâu em. Họ sẽ làm sao để cái số điểm của họ cân bằng lại chứ. Một thằng gỡ lớn như một người điểm quá cao rồi đẩy lên cao nữa làm sao mà gỡ. Cường sẽ biết tính. Mình cứ cướp của đội. Như vậy thì các bạn muốn chọn đội nào để các bạn cướp điểm? Một cú lật màn một. Nói chung là em tin là em vẫn cảm nhận đúng.
học bứt tóc nhờ cái chặng này. Dạ, tụi em quyết định chịu ra xong. Không, bây giờ em nghĩ là như này, mình cứ cướp của đội. Cơ hội này là mình đè xuống luôn. Nhìn coi cái mô mình này. Xong rồi, xong rồi. Được rồi. Luôn cho nó một là thắng luôn, còn hai là thua luôn. Bây giờ chị đang trấn áp tinh thần của đồng đội của chị đó. Kết quả của ngày hôm nay xin được chúc mừng đội. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống giữa laptop TV, gửi đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lên ba nỗi buồn, xách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất đi bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kìa trông ra đằng xa xa, và một anh đang rất trâu ra đồng kìa trông theo thuyền lênh.